các bạn. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu những thứ mà mình đã lưu lại trong Melon Playground. Đầu tiên chính là xe này. Đấy, xe chiến đấu bấm nút này nó sẽ bắn, còn gạt ra nó sẽ di chuyển. Đấy, xe này chỉ phù hợp cho mấy người nhỏ. Và cái thứ hai chính là đạn pháo. Đây, đạn pháo này kích hoạt. Đây mới đúng này, đây kích hoạt này bấm. Đấy, này ngắm tầm xa cho mình xem này, hắn phóng. Đấy chính là đạn pháo. Đây là xe pháo 2 thì phù hợp cho cái đạn pháo này rất là nhiều. Bây giờ chỉ cần đóng này. Đấy, để vào đây này là giống pháo liền. Rồi, cái thứ 4 là lính gì không biết, nhưng cũng biết là lính cảm tử rồi. Ok, lính cảm tử chiến tranh Việt Nam cầm đi đâm mua mấy xe tăng của Pháp này nè, nổ chết liền. Cái thứ 5, xe pháo 1. Đây là xe pháo gạt đây. Đây là kích hoạt pháo 1 mà. Đây là pháo 2. Đây kích hoạt pháo 2. Đấy, kích hoạt cái này là pháo này nha. Kích hoạt đi. Ok, cái thứ 6, bom 2. Đây chính là bom 2, thả từ trên cao xuống. Và không trúng. Đây, ngắm kỹ. Ok hết. Và cái thứ bảy là thằng cu nhỏ. Thằng này rất là nhỏ. Đấy, thằng này rất là nhỏ. Chết thật rồi kìa. Thằng này nhảy từ trên cao xuống thì ok, không răng rồi. Thằng này bất tử. Thằng nhỏ nó bị năng bất tử. Cái thứ 8, bom 1 nè. Ấy, bom 1 nó mạnh lắm ấy, không có đùa. Chuyển sang cái thứ cái thứ 9 mà sao nó Amumus nè, đây là Amumus này thì cũng bất tử. Đấy rồi, Amumus này bất tử liền. Rồi chuyển sang cái thứ 10, đạn pháo 2. Đạn pháo này cũng hoạt động giống đạn pháo 1 nhưng mà nó khác. Và cuối cùng, xe pháo 3. Xe pháo 3 phù hợp cho đạn pháo 2. Bỏ đạn pháo 2 vào đây. Bỏ cái này ra. Ôi xong hỏng luôn rồi. Quên kệ đi. Để đây. Rồi chuẩn bị xem này. Boom. Một thằng thử nghiệm cái quay nào. Để đây. Chết liền. Sao mà sống được. Thì đạn pháo 2 với đạn pháo 1 y nhau thôi. Đây, đạn pháo 1, đạn pháo 2. Sát thương y nhau nhưng khác nhau một trời một vực. Thằng thử nghiệm đạn pháo 1.
Nó cũng kha khá đấy. Rồi đạn pháo 2. Triệu. Bể sọ tan xương nát thịt. Rồi bây giờ đến thử nghiệm 2 của bom thần ban này. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách để lưu. Rồi ví dụ mình lưu cái gậy này. Đó chính là gậy băng. Đóng băng đi cùng. Chết đi cưng. Rồi cho nó nằm đây. Bằng tuyết cho nó phù hợp. Vẫn tận hình này. Để đây. Fury này. Fury này. Là đóng băng. Rồi nó sẽ dính chặt cái cơ thể nó lại. Nó làm gì? Phải bấm hai lần vô đây. Đấy, kéo hắn to ra. Phải bấm hai lần vô bọn hắn. Kéo xuống đây với cái chữ sáp phải không, bấm vào đây đi. Rồi nó ghi tên, ví dụ mình sẽ ghi tên vào cái này là gậy bằng. Ok, thế là xong rồi, xong gậy bằng. Bây giờ các bạn chỉ cần vút lên cuối cùng, bấm vào cái chỗ cuối cùng này sẽ xuất hiện ngay cái gậy bằng. À, được chưa? Đóng bằng hết đi. Đóng bằng hết đi. Ok, thế là xong rồi. Biến nhé.